môi trường tự nhiên của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm hơn, khiến chúng ta dễ mắc phải nhiều các loại bệnh khác nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng ngày càng trở nên bận rộn, chịu nhiều áp lực và căng thẳng để bắt kịp với cuộc sống hiện đại. Chế độ ăn uống của chúng ta cũng ngày càng thay đổi, rất dễ mất cân bằng dinh dưỡng và thường xuyên không đảm bảo vệ sinh. Tất cả những yếu tố nói trên đều là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe. Chính vì vậy, chúng ta cần phải chú ý hơn tới việc ăn uống và chăm sóc sức khỏe hàng ngày, bởi vì sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Ngày nay, với sự phát triển của ngành thực phẩm và dinh dưỡng, đã cho ra đời nhiều loại thực phẩm bổ sung, giúp chúng ta bù đắp các thiếu hụt về thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Chính vì vậy, việc sử dụng thực phẩm bổ sung ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng. Việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở thành xu hướng trong lối sống hiện đại. Trải qua quá trình nghiên cứu hơn 10 năm với khổ qua rừng và các thảo mộc thiên nhiên, công ty Moya Thái, một công ty có truyền thống lâu đời về sản xuất các sản phẩm thuốc từ thảo dược thiên nhiên tại Thái Lan, đã cho ra đời nước uống thảo mộc Mo. Nước uống thảo mộc Mo, ngay từ khi ra đời năm 2018, đã được thị trường đón nhận như một sản phẩm có tính sáng tạo cao, cũng như nhận được phản hồi từ người tiêu dùng về hiệu quả sử dụng. Nước uống thảo mộc Mo được chiết xuất từ các thành phần sau. Khổ qua rừng. Khổ qua rừng có đặc tính ổn định đường huyết, phòng chống bệnh tiểu đường, chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo từ lâu đã được biết đến với khả năng giúp thải độc, bồi dưỡng cơ thể, chống mệt mỏi. Quả bầu nâu. Quả bầu nâu là thảo mộc rất phổ biến tại các nước Nam Á như Thái Lan, Ấn Độ, có tác dụng hạ huyết áp, bổ tụy và thận, chống viêm. Quả me rừng. Quả me rừng nổi tiếng là loại thảo mộc có nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa cao, giúp giảm mỡ máu, ngừa xơ gan và chai gan, tăng cường miễn dịch. Nghệ. Nghệ giúp giảm viêm nhiễm, diệt vi khuẩn và chống oxy hóa. Cỏ ngọt. Cỏ ngọt không chỉ có tác dụng hạ mỡ máu và huyết áp mà còn có tác dụng điều vị, làm giảm vị đắng của khổ qua rừng để sản phẩm dễ uống hơn. Toàn bộ những thành phần nguyên liệu chính dùng để sản xuất ra nước uống thảo mộc Mo đều được trồng theo phương pháp hữu cơ, không hóa chất để đảm bảo sản phẩm an toàn với người sử dụng. Toàn bộ các công đoạn sản xuất đều được thiết kế, kiểm tra và giám sát một cách nghiêm ngặt, tuân thủ theo tiêu chuẩn GMP quốc tế về thực hành sản xuất tốt. Chính vì vậy, mỗi lọ nước uống thảo mộc Mo đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Hiệu quả của nước uống thảo mộc Mo đã được biết đến rộng rãi gồm khả năng nhanh chóng ổn định đường huyết, giảm đường huyết, ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường như suy thận, huyết áp cao, đột quỵ, mỡ máu cao, mờ mắt và lở loét chân tay. Bên cạnh đó, nước uống thảo mộc Mo còn có tác dụng chống mệt mỏi, giúp ăn ngon ngủ ngon, tăng cường sức khỏe, chống oxy hóa và ngừa ung thư, phù hợp cho cả người đang có bệnh lý và người bình thường. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn đang sử dụng các thành phần nguyên liệu tương tự thành phần có trong nước uống thảo mộc Mo như khổ qua rừng, nghệ để làm thực phẩm. Nhưng rất khó để chúng ta có thể đảm bảo cả về số lượng và chất lượng của các thành phần này tương tự với mức độ ổn định có trong nước uống thảo mộc Mo. Nước uống thảo mộc Mo được chiết xuất từ các thành phần thảo mộc thiên nhiên, tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất và có thể bổ sung các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe trong thời gian dài, thích hợp cho cả người đang mắc bệnh hoặc người bình thường muốn chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Nước uống thảo mộc Mo đã và đang được các dược sĩ cũng như người tiêu dùng tin tưởng nhờ những kết quả mà Mo mang lại. Không uống thì hiển nhiên là nó không tốt bằng uống. Còn nếu mà họ có điều kiện thì họ nên duy trì mỗi ngày một lọ, họ uống dài dài luôn thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Tại vì họ uống lâu dài, cái lượng đường nó ổn định thì họ sẽ hạn chế sử dụng thuốc tây. Mà sử dụng thuốc tây nhiều thì tác dụng phụ thời gian dài trên thận gan nó sẽ nhiều, và nó không tốt. Đến nay đã là 6 tháng rồi thì tôi tốt hoàn toàn, tôi không bị một tí tiểu đường nào. Đấy, tôi không bị một tí nào về tim mạch và huyết áp. Bảo tôi là chị trẻ da thế. Là một, hai nữa là cái da của tôi á, nó không có nếp nhăn. Đấy, nó có nhưng nó ít. Đấy.
trước là hai cái này cô nó đen lắm, bởi vì mất ngủ á, hai gò má nó nám đen luôn á, mà sức kem rồi uống colagen rồi lung tung hết á đó. Rồi con nó đưa về uống tung mà nó không bớt. Sau này cô uống được mấy hũ thì bắt đầu cô cảm thấy là cô ngủ ngon giấc đó, mà cái da mặt của cô, cái nám rồi với cái quầng, cái mắt thì nó cũng đỡ hẳn lên. Đi ra bạn bè ảnh hỏi thì mình cũng giới thiệu uống cái này nè. Có thể sử dụng một cái lọ mo này một ngày một lần với cái hàm lượng ổn định trong cái quả mướp đắng á, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái đường huyết tốt hơn và rất là tiện dụng cho những cái người mà đang làm việc, không có phải phụ thuộc vào cái chuyện mà phải mua rồi rửa rồi nấu. Bệnh thì nó huyết áp, tiểu đường, dạ, tim mạch, khớp, như bao tử, đường ruột đó. Sức khỏe thì nó ổn định, cũng như nó có sức khỏe, nó không có mệt mỏi như mọi lần. Bác sĩ cũng cho lợi ích à, cũng như sáng chiều và mọi lần thì bác sĩ cho buổi trưa ba cử, mà giờ còn hai cử à. Ban đầu thì cô thấy cũng bình thường, nhưng càng lúc thì cô thấy sức khỏe cũng tốt, cũng không có bị bệnh gì bảy bạ này kia, hay không có bị cái gì nó khiến cho mình khó chịu đó. Đầu tiên thì chị cho bà uống sáng một hũ, chiều một hũ, thì duy trì được khoảng nửa tháng thì chị thấy tình hình của bà cải thiện hơn. Và mình học trong ngành dược á, thì mình cũng cảm thấy á, là cái nếu mà mình uống nhiều thuốc tây thì sẽ gây hại cho thận và gan. Thành ra chính vì vậy thì chị cũng đang có mong muốn là cho giúp cho bà không có uống nhiều thuốc tây quá và uống mo để có thể duy trì được sức khỏe. Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp thực tế của khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng nước uống thảo mộc mo, một sản phẩm được nghiên cứu, kiểm định và không ngừng phát triển vì sức khỏe của mọi người. Sản phẩm nước uống thảo mộc mo của chúng tôi được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, và giấy phép từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cũng như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam. Mỗi lô sản xuất của mo đều được kiểm tra chất lượng và chứng nhận bởi phòng kiểm nghiệm của bệnh viện có uy tín. Tất cả là để nhằm tuân thủ yêu cầu của luật pháp và tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm mo. Triết lý cho sự thành công của mo chính là mang lại sức khỏe tốt cho mọi người, kể cả những người đang gặp phải vấn đề sức khỏe và những người có thể trạng bình thường. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả.